quy chuẩn Việt Nam 06-2022-BXD, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, được Bộ Xây dựng ban hành ngày 30 tháng 11 năm 2022, có hiệu lực từ ngày 16 tháng 1 năm 2023. Tuy nhiên, nhiều đơn vị, cá nhân đã gặp phải vướng mắc về phòng cháy chữa cháy khi áp dụng, dẫn đến tình trạng phải dừng hoạt động, đóng cửa tạm thời, thậm chí là phá sản. Xuất phát từ tình hình thực tế, Bộ Xây dựng đã nhanh chóng tiến hành khảo sát, trao đổi với các địa phương, doanh nghiệp thông qua các hội nghị, các cuộc họp báo, hội thảo, góp ý và lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân trên các phương tiện thông tin. Qua đó tổng hợp những nhóm vướng mắc nổi bật liên quan đến quy chuẩn Việt Nam 06-2022-BXD. Quy chuẩn Việt Nam 06-2022 và các phiên bản quy chuẩn trước đây đều không có quy định về sơn chống cháy, yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của vật tư, vật liệu chống cháy, các vấn đề liên quan đến cải tạo, sửa chữa. Ngoài ra, nhiều tổ chức, cá nhân phản ánh các quy định yêu cầu trong quy chuẩn Việt Nam 06-2022 còn cao và đề nghị hạ thấp một số mức quy định trong quy chuẩn để áp dụng tốt hơn trong thực tiễn. Về vấn đề sửa đổi quy chuẩn 06-2022, thì theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thì Bộ Xây dựng đã rất là nghiêm túc cầu toàn và cầu thị để lắng nghe và điều chỉnh những cái vấn đề mà nó phù hợp cả về vấn đề kỹ thuật lẫn về kinh tế. Thế thì trong cái việc sửa đổi thì cái khó khăn nhất ấy là cái sự cân bằng giữa lợi ích kinh tế và an toàn cho sinh mạng cũng như là an toàn cho công trình. Thì đây là vấn đề trên thế giới cũng đều rất là khó khăn để có thể đáp ứng và cân bằng được. Thế thì mặc dù vậy thì Bộ Xây dựng cũng đã phối hợp rất là chặt chẽ với Bộ Công an để thực hiện cái việc điều chỉnh. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2023, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình sẽ thực hiện theo các nội dung được quy định tại QCVN 06-2022-VXD và sửa đổi 1-2023-QCVN 06-2022-BXD. Theo đại diện Bộ Xây dựng, các nội dung sửa đổi quy chuẩn đã chú trọng phân cấp cho địa phương ban hành quy định về phòng cháy chữa cháy, cho phép thay thế các yêu cầu của quy chuẩn tùy theo thực tiễn tại địa phương và thẩm quyền theo phân cấp. Hình thức thay thế là quy chuẩn kỹ thuật địa phương, bổ sung hoặc sửa đổi các thuật ngữ như gian phòng chung, hành lang bên, lối ra ngoài trực tiếp, nhà hỗn hợp. Về cải tạo sửa chữa, nội dung sửa đổi làm rõ hơn, thu hẹp phạm vi theo hướng đồng bộ với các quy định của Nghị định 136, hướng dẫn luật phòng cháy chữa cháy và luật phòng cháy chữa cháy sửa đổi. Về áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, cho phép áp dụng đồng bộ mà không phải so sánh với QCVN 06-2022-BXD. Ở đây có một số cái điều chỉnh liên quan đến cái bảng phân loại, là cái bảng 4 đấy, thì có cân nhắc chú ý tới các cái nhà xưởng. Mặc dù các nhà xưởng thì cũng như các cái nhà khác thôi đã được phân loại rất là kỹ ở trong cái bảng phân hạng theo cái nhóm công năng ấy. Thế thì với cái điều chỉnh này thì nó cũng mang lại một số các lợi ích lớn hơn, vẫn đảm bảo được tiêu chí. Thế còn một cái ý thứ ba là về bảo đảm an toàn cháy cho người và công trình, thì nó liên quan tới các cái lối thoát nạn, đường thoát nạn. Rồi một số cái điều chỉnh nó mang tính chất rõ hơn về vật liệu áp dụng cho công trình đảm bảo an toàn cháy. Về đảm bảo an toàn cho người, đối với nhà có chiều cao phòng cháy chữa cháy không quá 15 mét, chiều cao phòng cháy chữa cháy từ trên 15 mét đến 21 mét, chiều cao phòng cháy chữa cháy từ trên 21 mét đến 25 mét. Thông tư quy định không được để xe cơ giới, không được bố trí kho hạng A, B, C tại tầng có lối thoát nạn ra ngoài nhà, trừ khi các khu vực này được ngăn cách theo các quy định của quy chuẩn này. Đối với nhà từ 3 tầng trở xuống, hoặc có chiều cao phòng cháy chữa cháy từ 9 mét trở xuống, được sử dụng cầu thang bộ loại 2 để thoát nạn khi đảm bảo điều kiện người trong nhà có thể thoát ra lối thoát nạn khẩn cấp, ra ban công, lô ra thoáng, qua cửa sổ hoặc lối thoát nạn khẩn cấp tương tự, hoặc lên được sân thượng thoáng khi có cháy, và thang bộ loại 2 phải được ngăn cách với khu vực tầng hầm nếu có, bằng vách ngăn cháy loại 2. Thông tư cũng nêu rõ,
Hồ sơ thiết kế xây dựng đã hoàn thành thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi thông tư 09/2023 của Bộ Xây dựng có hiệu lực, tiếp tục được thực hiện hồ sơ thiết kế đã thẩm duyệt. Thế thì qua những cái đợt cháy liên tiếp ở các dạng nhà khác nhau thì chúng tôi nhận thấy là cái nhận thức của người dân bắt đầu thay đổi theo hướng tốt lên. Có những chủ công trình người ta rất là mong muốn thực hiện cái quy định để làm sao đảm bảo an toàn để người ta còn kinh doanh. Thế nhưng mà người ta cũng cần có cái hướng dẫn để làm sao biết cách để mà tuân thủ. Thì cái việc đó thì Bộ Xây dựng là luôn luôn là phổ biến tập huấn cũng như là tiếp tục ra những cái tài liệu, và chúng tôi dự kiến sẽ có những cái tài liệu nó có các cái hình vẽ thì để cho nó dễ tiếp cận đối với các cái đối tượng khác nhau. Theo đánh giá của Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam, những thay đổi điều chỉnh trong quy chuẩn 06 lần này đã từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giúp họ có thêm cơ hội để sửa chữa, khắc phục các tồn tại, vi phạm về phòng cháy chữa cháy kéo dài suốt thời gian qua. Điểm nhấn về cái áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài mà không so sánh với tiêu chuẩn trong nước. Cái thứ hai nữa là về cái cấp nước ngoài nhà cũng đã thay đổi. Cái thứ ba là có thể xây dựng tiêu chuẩn địa phương. Cái thứ tư là có thể áp dụng các cái sai số cộng trừ 5% cho các kích thước. Trong quá trình thi công thì nghiệm thu này nó dễ hơn, và đồng thời là các cái quy định rồi là các định nghĩa, các cái mô tả nó cũng rõ ràng hơn so với trước. Thì khi mà áp dụng vào thực tế thì nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều cho cả cơ quan quản lý chức năng cũng như là cho cái người thực hiện. Anh Nguyễn Thành Đạt hoạt động trong lĩnh vực thiết kế thi công các hạng mục về phòng cháy chữa cháy. Để tìm được những vật liệu chống cháy, khó cháy, đáp ứng được theo yêu cầu của các quy chuẩn hiện hành, anh phải di chuyển từ Quảng Ninh lên Hà Nội. Trong chuyến đi lần này, anh chủ yếu lựa chọn tấm MGO chống cháy, inox chống cháy, bông cách âm. Theo anh, đây là những vật liệu đáp ứng được yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo các tiêu chuẩn hiện nay. Tuy nhiên, giá thành của các sản phẩm này đắt hơn so với vật liệu thông thường, từ 2 đến 3 lần. Nhu cầu thì của khách hàng thì bây giờ hiện tại là năm nay người ta sẽ thay đổi lại hết để làm sao để cho phòng kinh doanh của người ta đạt chuẩn. Còn về bên mình thì bên thi công thì mình cũng phải cố gắng làm sao để hoàn thiện cho những cái sản phẩm ra vẫn đạt chất lượng hiệu quả, nhưng mà lại đạt chất lượng là phòng cháy tốt hơn, đạt chuẩn hơn. Theo anh Phạm Hương Giang, chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, sau những điều chỉnh, hướng dẫn mới từ các cơ quan chức năng, nhu cầu của người dân cũng như các nhà đầu tư tăng cao. Để đáp ứng thị trường, cơ sở phải chủ động nhập hàng trước từ 1 đến 2 tháng. Hiện nay, mỗi tấm MGO có giá dao động từ 240 đến 300 nghìn đồng một tấm. Cửa chống cháy được bán với giá 8 triệu 500 nghìn đồng một cửa, bao gồm cả phí kiểm định. Cái vật liệu hiện tại nhập khẩu 100% từ Trung Quốc và giá cả tăng gấp 2 lần so với những vật liệu trước mà có sản xuất trong Việt Nam. Hiện tại thì số lượng hàng hoặc là khách hàng của tôi thì đến từ mọi miền Tổ quốc, và hiện tại vẫn đang chủ yếu đến từ các tỉnh từ phía Bắc và từ miền Trung trở về đây. Và số lượng thì họ yêu cầu rất nhiều bởi vì họ đang sửa sang lại theo đúng cái quy chuẩn mà nhà nước đang đưa ra. Rất nhiều chủ tư đã tìm đến cửa chống cháy vì quy định của 147 thì nó đã là tất cả phải bắt buộc cửa chống cháy rồi. Để đạt một cái cửa đạt theo quy chuẩn 06 thì thứ nhất là cửa là hai mặt của cửa sẽ là thép dày 1,1 ni và được sơn tĩnh điện. Lõi của cửa sẽ được sử dụng bằng tấm MGO chống cháy. Mà kết cấu của cửa thì ví dụ như đây, đây là một cái cửa phòng của karaoke thì nó phải có ô kính. Ô kính phải đạt chống cháy, đạt tiêu chuẩn chống cháy. Và thứ hai là nó sẽ dùng thanh khóa cố định để làm sao để ngăn khói, khi một phòng karaoke nó không may nó xảy ra hỏa hoạn thì nó sẽ không lan các phòng khác và cửa sẽ không mở ra. Sau thời gian dài phải đóng cửa vì vi phạm các tiêu chuẩn quy định phòng cháy chữa cháy, từ tháng 12 năm 2023 đến nay, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ như anh Phúc đã bắt đầu tìm đến tận kho của đơn vị cung ứng vật liệu phòng cháy chữa cháy để tham khảo giá cả, mẫu mã hay các giải pháp thi công. Theo anh Phúc, đây là thời điểm phù hợp để anh và các chủ đầu tư khác sửa chữa, khắc phục các tồn tại, vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Việc lắp cái tấm này cũng ngăn chặn được
tối đa cái khả năng cháy lan nếu như mà xảy ra hỏa hoạn. Ngoài ra thì bên họ cũng có một cái vài cái sản phẩm mà có cái hoàn thiện vỏ bọc bên ngoài thì cũng khá là đẹp về mặt thẩm mỹ. Trên thực tế thì cũng có những cái khó khăn nhất định, bởi vì nó cũng đã phụ thuộc vào cái đặc thù của từng địa phương, rồi là phụ thuộc vào quy mô tính chất của cái từng công trình một thì nó cũng có những cái khó khăn. Tuy nhiên thì trong các cái buổi tọa đàm như thế thì các cái khó khăn đã được, thứ nhất là được các quy định được làm rõ, các cái khó khăn thì được ngay cả cơ quan quản lý nhà nước nắm được, ngay cả người dân cũng chia sẻ cùng với nhau, thì cũng là cái cơ sở để mà có thể giải quyết được vấn đề, cũng là cái cơ sở để mà chúng ta có thể tập hợp được các cái dữ liệu để chúng ta có thể làm căn cứ cơ sở đánh giá phân tích và giúp cho các ban hành các bản sửa đổi tiếp theo nó được kịp thời và giải quyết được những cái tồn đọng. Những ngày giáp Tết Nguyên đán, các cơ sở sản xuất kinh doanh tăng cường sản xuất để hoàn thành kế hoạch, nguyên vật liệu, hàng hóa tập kết lớn, việc tiêu thụ điện nhiên liệu tăng cao. Thêm vào đó, đây là thời điểm miền Bắc đang là mùa hanh khô, nhiệt độ trong không khí giảm mạnh, vật liệu khô nỏ rất dễ bắt cháy, càng làm tăng nguy cơ cháy nổ, dễ xảy ra những vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng. Người dân cũng mua sắm một số lượng hàng hóa lớn để tích trữ cũng như là để tiêu thụ trong cái dịp Tết này, nên là cái chất cháy cũng như là cái nguồn gây ra cháy nổ nó cũng tăng lên. Và ngoài ra nữa thì chúng ta cũng có thể biết được là vào cái dịp cuối năm thì thường là nồm ẩm cũng như mưa rét, nên là cái lượng mà người dân cũng sử dụng cái hệ thống sưởi các loại cũng tăng nhiều hơn. Và đấy nó cũng là một cái nguồn nhiệt có thể gây ra các cái cố cháy nổ. Và ngoài ra nữa thì chúng ta có thể thấy là do cái việc mà thắp hương thờ cúng cũng như là hóa vàng, và cũng có rất nhiều người bất cẩn nên để xảy ra những cái việc mà đáng tiếc, những cái sự cố cháy nổ tại các nhà dân. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khuyến cáo người dân và các hộ gia đình cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, các thiết bị điện, bếp đun để kịp thời khắc phục những nguy cơ gây cháy. Đồng thời tắt nguồn lửa và ngắt các thiết bị điện khi không sử dụng, cẩn trọng trong việc thắp hương, đốt vàng mã. Việc thoát nạn thì không chỉ là cái lối thoát nạn thứ hai, mà đầu tiên là chúng ta phải bình tĩnh đã. Bởi vì là có rất nhiều trường hợp là ví dụ như là cái đám cháy nó phát triển ở ngay phía dưới của cái khu vực mình đang ở. Chẳng hạn thì cái lối thoát nạn thứ hai chúng ta không thể thoát nạn được bằng cái đường đấy, bởi vì là khói đặc nó sẽ bốc lên từ cái phía đấy, vì chúng ta đi vào đấy thì chúng ta sẽ coi như là đi vào cái chỗ không an toàn. Và chúng ta cần phải quan sát, ví dụ như là nó ở một phía khác thì chúng ta lại chạy ngược lại cái hướng mà khói và tìm cái lối thoát nạn ở đấy thì chúng ta đi thoát nạn ra. Và trên cái trong lúc thoát nạn thì chúng ta có thể sử dụng những cái vật dụng, ví dụ như là mặt nạ trùm đầu hoặc là khăn ướt để bịt mũi che mắt, tức là những hoặc là chùm chân để chúng ta băng qua những cái đám lửa nhỏ để không bị bỏng cũng như không bị ngạt khói. Thì toàn bộ những cái đấy thì chúng ta vẫn phải nên là khi mà không có sự cố gì xảy ra thì chúng ta cần phải có những cái phương án dự phòng để khi mà xảy ra tại nơi mình ở hay là nơi mình làm việc thì chúng ta không bị mất bình tĩnh và chúng ta đã biết được là làm như thế nào để chúng ta có thể thoát được ra một cách an toàn nhất. Chứ chúng ta không nên máy móc là kia thì chúng ta đã có một cái lối thoát nạn thứ hai rồi thì chúng ta cứ lao ra đấy là chúng ta sẽ thoát được, đúng không ạ? Có những cái trường hợp là lối thoát nạn thứ hai lại không phải là lối thoát mà lại ngược lại là chúng ta lại phải có khi phải chạy lên trên tum hoặc là chạy sang một cái gian phòng khác để chúng ta lại để thoát, chứ không phải là ở ngay tại cái gian phòng đấy.